Rồi chào anh em nha, hôm nay mình lên cho anh em một con siêu phẩm, một con cọp luôn nha anh em, dành cho anh em mà đang chơi cái dòng xe là quay rim mà chơi 210 nha. Em lên cho anh em một cục máy siêu phẩm hàng hiếm, máy quay Thái 110 có đời, hàng zin, rã xe Thái về, chưa sử dụng tại Việt Nam. Tình trạng cục máy là đời 99-2000, lồng chữ nhỏ nha anh em. Đó, cục này là mình bao với anh em là cục máy đúng máy rã xe bên Thái về, chạy cực ít, chưa sử dụng tại Việt Nam nha. Để chắc máy là bao đỉnh, bao vít, mình bao đủ thứ cho anh em, bao im, bao xài, bao không khói. Đây. Đó, anh em nhìn cái chất đầu lòng là biết là lòng chữ nhỏ là đời 99-2000 nha anh em. Đây, quay chi tiết cho anh em nha. Để quay sơ bộ một vòng cái, anh em nào cần thì alo mình nha. Rồi mình đọc con số luôn nha anh em ơi. Cái máy này mình bán giá 19 triệu nha. Đó, máy 19 triệu. Này mình bán là chỉ cho dành cho những người có giá trị siêu tầm hoặc là hiểu về cái chất máy của quay máy quay Thái 110 thì mình sẽ bán được. Còn những anh em nào thấy mình bán đọc cái giá này mắc quá thì có thể bỏ qua nha anh em. Chứ nói qua nói lại chút chữ lộn hết vui. Con này là máy đời 99-2000 nha anh em, có nghĩa là lúc giao thời. Lồng chữ nhỏ đầu ET8 nha. Đó, cũ đời nè anh em, cũ đời mới chét luôn. Chưa có tháo than luôn nha anh em. Đó, nè, ốc co xăng này chưa đụng luôn nè. Đó, cái máy này nó rất là đỉnh. Máy này mình bán giá 19 triệu nha anh em, bao đủ thứ nha. Đồ có giá trị cao. Còn nếu anh em nào mà không biết coi đồ thì mình có thể ưu tiên cho anh em dẫn theo thầy thợ á, thật sự biết coi đồ zin, cứ qua tiệm mình coi và chết thoải mái cục máy này ha, coi có đúng như cái mô tả mình nói hay không. Còn cái chất máy mình này là siêu đỉnh rồi, siêu đỉnh nha anh em. Cái giá này hôm nay mình đọc cái giá này là cũng rất là rẻ. Một lần là những cái máy này á, tùy thời điểm hoặc là cái lúc mình mua vô giá cao nha anh em. Cái máy này có thể bán 26-27 triệu á. Mình đã từng bán những cái máy quay Thái 110 26-27 triệu là nhiều rồi. Đó, cái máy, nhưng mà chất máy này do mình mua được cái giá cũng tốt nên bán hôm nay cái đọc cái giá này cũng rất là tốt cho anh em nè. 19 triệu nha anh em, 19 triệu nha, 19 triệu chứ không phải 1 triệu 9 nha. Có nhiều ông vô nói cái máy quay Thái 110 bán có 1 triệu 9 còn hỏi bớt nữa không á. Cũ đời à, mất chát luôn. Ốc co xăng là chưa đụng luôn nha anh em. Cái máy màu này vô những con xe cọp là hơi bị đỉnh nha. Còn riêng cái hoa lăng mâm lửa này á, mình bao với anh em là nó mới tinh luôn, nó y chang là đập hộp luôn. Đó, mới tinh luôn nha anh em. Mình có hình ảnh mà lúc mình tháo cái nắp này ra chụp cái hoa lăng trong đó, nhưng mà tại do mình quay một tay này mình không có quay được nha. Thì đó nên anh em nào có thể là mình vô coi cái ở trong mấy hình ảnh mình đăng trên Zalo Facebook của mình á, mình cũng có ghép trong cái clip này luôn nha. Quay từ từ cho anh em nào xem, mình bỏ mười mấy triệu à, mình phải quay cái clip cũng lâu lâu để cho anh em xem nha. Máy này có thể giá trị là hơn một chiếc xe nữa mà. 19 triệu nha anh em, anh em cần alo mình nha. Đó, hàng đỉnh nha, siêu đỉnh nha.